Ngày hôm nay, Công an Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đối tượng chính trong vụ án bị bắt giữ là Trần Thị Kim Cúc, trú tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cúc khai nhận, từ cuối năm 2012 cho đến nay, đã cùng đồng bọn đã tạo ra các trang web giả mục của Yahoo, rồi tạo các đường liên kết mời gọi vào trang web này. Từ đó, chúng lấy thông tin tài khoản của người sử dụng, rồi chuyển cho nhiều đối tượng trên toàn quốc để đột nhập vào các hộp thư điện tử của người khác để lừa đảo thẻ điện thoại. Sau khi nhận được mã số cao của nạn nhân, chúng bán lại cho Cúc với tỷ lệ chiết khấu từ 20 đến 30%. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2012 đến nay, nhóm đối tượng này đã sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.